Rồi bây giờ là nó quýnh cái gì đây? Đầu xin bà mày tao quýnh rắc thì bà mày nó test skin mới nha anh em. Xin phép test skin mới cho chúng nó sợ mình cái nha. Trời ơi, tao mà cầm con rắc này thì chúng mày chết hết với tao rồi. Giơ tay lên. Quỳ xuống. Chơi thì chơi mà không chơi thì chơi nè. Skin mới. Đâu rồi? Đây rồi. Trời ơi. Quái này đẹp đấy. Đồ. Mày skin này đẹp dã man này. Chà chà. Không đáng đồng tiền bát gạo nhỉ. Uầy. Ây à. Ây à, mày thằng rắc này còn biết bay không ạ? Cái đéo gì lại còn có cả tên lửa này. Đồ. Mày hiện đại nhỉ. Kinh phết không ạ? Chà chà, kinh đáo đề không ạ? Skin này còn có cả tên lửa thế này là đéo được rồi. Alo. Alo con cặc. Rồi ok, đồng ý mà luôn. Mày bị điên à? Cái what the fuck, mất cái tóc biến sao rồi? Cái skin này đẹp thật mà farm khó quá. Chết mẹ rồi. Ai rồi ơi, lỗi rồi. Lỗi tao. Không lỗi mày, chả nhẽ lỗi tao. Rồi tao có hồi nha. Level 5 mày ơi. Cái gì đây? Mù mắt tao rồi. Ơ kìa, hay. Đây, tao đây rồi. Chơi nó luôn, đừng để nó đạp. Thế mà để nó chạy mất được mà. Tiêu hiểu kiểu gì. Bay sang. Trời ơi, kém thế. Lì xin đánh thế này là đéo được rồi. Sao? Vô đây. Còn tí á. Nó mạnh á. 30% máu thôi, chịu ôi trời, chịu. Đùi bé mày. Mày nè. Cái gì? Trời ơi, ghê. Ôi bạn kinh rồi. Bạn thì kinh rồi, tớ lại sợ bạn vãi cả đái luôn. Bạn quay con mẹ bạn lại đây là sao nào? Còn chạy không? Mày nhờn nè. Mày vào đây. Lên đây coi, chơi đi. Đúng rồi, lên đây. Hợp lý, lên đây. Đi cái đường này thì đường đấy nó có người rồi mày ơi. Trời mẹ mày đi. Quánh mẹ mày luôn đi. Quánh mẹ mày luôn đi này, làm sao? Cái gì? Gáy, sủa lên. Mày sủa, tất cả là. Tao lại sợ mày quá đấy. Cái này gì kìa? Chạy mẹ mà đi xem nào. Ây, còn một cái đáp lưu nữa kìa. Thể nữa là nó vỡ vã vỡ mồm là gì luôn đấy. Bạn thì ghê rồi. Đánh nhau không bạn nè? Chơi nhau không bạn nè? Mất cái quy nè, rồi một cái quy nè. Cái nữa nè. Hai cái nè. Tát vào mồm mày ngay bây giờ. Hay lắm bạn ơi. Được luôn bạn Lee Sin đây. Bạn đánh hay quá luôn. Lee Sin đánh tốt đấy. Từ từ để tôi đóng xong quả móng vuốt luôn. Đóng luôn quả móng vuốt đầu tiên lên đánh nó sướng nha. Hoặc đóng luôn quả diều đại mãng xà cũng được nhỉ. Chắc chơi quả diều đại mãng xà đi. Nó móc phù thủy mà tế à. Tào lao quá à. Mình dầm dớ tự nhiên bảo người ta đi đóng phù thủy vì cái gì đấy. Điên nó vừa vừa thôi. Chơi game bảo người ta đi đóng phù thủy bao giờ. Điên vừa. Đóng bìm ba. Không. Biết tầm này đóng cái gì không? Tầm này là phải đóng khẩu trang em hiểu không? Hay quá Phịt ơi. Phịt đánh hay quá Phịt ơi. Ui mẹ con cá này ghê vách cả đái không ơi. Thì tao ăn cứt à? Tao có ném à?
Cô thì ta để làm cái đéo gì thế? Tôi biến được mọi người xong. Hay lắm, đẩy luôn trụ, đẩy luôn trụ, đẩy luôn trụ, đẩy luôn trụ. Thả sứ giả ra. Bạn lại hơi nhầm con mẹ luôn nhá. Hơi nhầm luôn. Bạn muốn cái đéo gì cơ? Alo. Chơi mày anh. Mẹ có chuột bị cái gì nhỉ? Đùa chứ. Thả cái con sứ giả ra. Mẹ mày cầm sứ giả không biết thả ra cái thằng con lợn này. Ui còn đéo biết thả sứ giả như nào luôn đấy. Thề luôn cái thằng AD này sao nó ngu thế nhỉ? Đánh đi, tao có tele nè. Chơi đi, tao lên nè. Có tele, cứ chơi đi rồi tao lên. Không phải sợ. Lên luôn em ơi. Lên luôn em ơi. Lên 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 lên. Lên luôn em ơi. Lên luôn em ơi. Xong rồi, xong tao rồi, xong tao rồi. Mẹ nó chứ, chúng nó chạy bố lên hết đâu ạ. Chơi kiểu gì ấy. Chưa, ôn đi, ôn đi, ôn đi, ôn mít đi, ôn mít đi. Game mà đánh mất thời gian quá nha. Có mỗi cái trụ nhà lính lấy chưa xong được không ạ? Thề luôn. Lấy đi rồi tao lên này. Ok, thằng AD nó chạy về mất khoảng tầm 20 giây rồi. Thằng AD lại bị bắt cái đéo gì đây? Nó chém ta đây, đây này. Mày chém tao luôn đi, đây này. Tao đây này. Chạy đi. Mày chạy đi xem nào. Trời ơi. Bướng mày. Tao lùa hết rồi, thắng rồi. Tao làm hết rồi còn gì nữa. Thật sự á. Đây này. Sở kim đẹp mà. Trời ơi, hợp lý nha. Thấy không? Đủ.